Nam mô Cửu Túc Công Đức Phật, Nam mô Thượng Hạnh Phật, Nam mô Vô Úy Phật, Nam mô Sư Tử Tràng Phật, Nam mô Năng Thiên Đế Tràng Phật, Nam mô Quả Tràng Phật, Nam mô Thiện Nhãn Phật, Nam mô Trang Nghiêm Vương Phật, Nam mô Phóng Quang Minh Quang Phật, Nam mô Vô Biên Quang Phật, Nam mô Diệu Quang Phật, Nam mô Phổ Hộ Tăng Thượng Phật, Nam mô Văn Tự Tại Phật, Nam mô Tự Tại Tràng Phật, Nam mô Nhật Đăng Phật, Nam mô Tối Thượng Phật, Nam mô Thiện Sanh Phật, Nam mô Vô Biên Bất Khả Tư Nghị Quy Đức Phật, Nam mô Phổ Nhãn Phật, Nam mô Hồng Liên Thượng Phật, Nam mô Diệu Khứ Phật, Nam mô Nguyệt Khởi Phật, Nam mô Đăng Minh Phật, Nam mô Bất Yếm Túc Thân Phật, Nam mô Cao Tràng Phật, Nam mô Bảo Tràng Phật, Nam mô Quả Diễm Tụ Phật, Nam mô Tự Tại Tràng Phật, Nam mô Bảo Quả Phật, Nam mô Đàn Hương Phật, Nam mô Bất Định Quang Minh Hồng Liên Phu Thân Phật, Nam mô Vô Biên Xưng Công Đức Quang Minh Phật, Nam mô Ngọc Lan Sắc Phật, Nam mô Vô Lượng Quang Minh Phật, Nam mô Khoái Quang Minh Hồng Liên Phu Thân Phật, Nam mô Xuất Tu Di Sơn Hồng Liên Vương Phật, Nam mô 20.000 vị Phật đồng danh hiệu là Quang Tát ở kiếp tinh tú, Nam mô 20.000 vị Phật đồng danh hiệu là Biến Chiếu, Nam mô 20.000 vị Phật đồng danh hiệu là Thích Ca Mâu Ni, Nam mô Vô lượng tỷ không thể tính kể số chư Phật đồng danh hiệu là Năng Thiên Đế Nhập Thế Bạch Tinh Tú. Thiện Nam Tử, hãy nên quy mạng chư Bồ Tát chư đây. Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát, Nam mô Dân Thù Sư Lợi Bồ Tát, Nam mô Vô Cấu Xương Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Bồ Tát, Nam mô Hư Không Tạng Bồ Tát, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Hương Tượng Bồ Tát, Nam mô Đại Hương Tượng Bồ Tát, Nam mô Dược Vương Bồ Tát, Nam mô Dược Thượng Bồ Tát, Nam mô Kim Cang Tạng Bồ Tát, Nam mô Giải Thoát Miệt Bồ Tát, Nam mô Di Lặc Bồ Tát, Nam mô Phóng Tấn Bồ Tát, Nam mô Vô Sở Pháp Bồ Tát, Nam mô Tổng Trì Tự Tại Vương Bồ Tát, Nam mô Vô Tận Ý Bồ Tát, Nam mô Kiên Ý Bồ Tát, Nam mô Nhật Tạng Bồ Tát, Quy Mạng Vô Lượng Vô Biên Chư Bồ Tát khác như vậy. Nam mô 99 ức tỷ chư Bồ Tát ở phương Đông với đồng danh hiệu là Tịnh Thắng. Nam mô 99 ức tỷ chư Bồ Tát ở phương Nam với đồng danh hiệu là Bất Lăng Đà La. Nam mô 99 ức tỷ chư Bồ Tát ở phương Tây với đồng danh hiệu là Đại Phước Đức, Đại Công Đức. Nam mô 99 ức tỷ chư Bồ Tát ở phương Bắc với đồng danh hiệu là Đại Dược Vương. Quy mạng vô lượng vô biên chư Bồ Tát khác ở các thế giới trong mười phương như vậy, ở khắp các thế giới trong mười phương như vậy. Lại nữa, cái đến hải xưng danh hiệu của các vị độc giác dưới đây. Kính lễ A Lợi Đa độc giác, kính lễ Bà Lê Đa độc giác, kính lễ Mộc độc giác, kính lễ Sưng độc giác, kính lễ Kiến độc giác, kính lễ Ái Kiến độc giác, kính lễ Giác độc giác, kính lễ Trì Địa độc giác, kính lễ Vô Vọng độc giác, kính lễ Lê Sa Bà độc giác, kính lễ Quan độc giác, kính lễ Trí Thân độc giác, kính lễ Quảng Nghiêm độc giác, kính lễ Vô Đấu Chiến độc giác, kính lễ Thế Trì độc giác, kính lễ Vô Độc Tịnh Tâm độc giác, kính lễ Thập Vô Cấu độc giác, kính lễ Phước Đức độc giác, kính lễ Hắc độc giác, kính lễ Di Hắc độc giác, kính lễ Trực Phước Đức độc giác, kính lễ Thức độc giác, kính lễ Hương độc giác, kính lễ Hữu Hương độc giác, kính lễ Kiến Nhân Phi Đằng độc giác, kính lễ Khả Ba La độc giác, kính lễ Thần Ma Lợi độc giác, kính lễ Nguyệt Định độc giác, kính lễ Thiện Trí độc giác, kính lễ Thiện Trì độc giác, kính lễ Thiện Pháp độc giác, kính lễ Ứng Cầu độc giác, kính lễ Kế Cầu độc giác, kính lễ Đại Thế độc giác, kính lễ Tu Hành Bất Trước độc giác, kính lễ Nan Xả độc giác,